chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký để ủng hộ kênh ạ. Thanh rút ống thở của Trung nhằm bịt đầu mối. Mời các bạn cùng xem tập 32, Hoa hồng cho sớm mai. Trung, sau khi dũng cảm đỡ nhát dao bảo vệ Hằng, đã bị Mỹ đâm trọng thương, khiến anh nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Thiện và Hằng không mất một giây phút nào để đưa anh vào bệnh viện, cả hai vô cùng lo lắng và không kìm được nước mắt. Hằng cầu nguyện từ sâu thẳm trong trái tim, hy vọng rằng Trung sẽ tỉnh lại và được khỏe mạnh. Trung thoi thóp trong giấc mơ và cố gắng nói chuyện với Hằng. Anh không sao đâu, em đừng quá lo lắng, rồi anh sẽ khỏe lại thôi. Lời nói đó tràn đầy tình yêu và hy vọng, nhưng rồi Trung bất lực trước vết thương nặng nề, anh mất đi ý thức và ngất đi. Mỹ, trong cơn hoảng loạn sau khi tự tay đâm anh họ, đã nhanh chóng bỏ trốn, được Thanh đưa về nhà. Thanh cố gắng trấn an Mỹ, khuyên cô hãy bình tĩnh và tin rằng mọi chuyện sẽ qua đi. Tuy nhiên, bên trong Thanh, những động lực tối ác và sự nguy hiểm vẫn còn tồn tại. Sau khi đưa Mỹ về nhà, Thanh tỏ ra bình tĩnh và lạnh lùng. Anh quyết định đến bệnh viện để kiểm tra tình hình của Trung. Trung đã trải qua một ca phẫu thuật khẩn cấp và được cứu sống, nhưng vẫn còn rất yếu, phải dùng ống oxy để thở và vẫn chưa tỉnh táo. Trong lúc mọi người đang xử lý thủ tục nhập viện, Thanh đã thể hiện tính cách manh động và liều lĩnh của mình. Anh tiến lại gần bên giường Trung và lấy tay rút ống oxy trên miệng anh. Hành động này khiến tình trạng của Trung trở nên sốc và tình hình bệnh trở nặng hơn. Tuy nhiên, may mắn thay, Thiện phát hiện sự việc và nhanh chóng gọi bác sĩ đến để cấp cứu Trung kịp thời. Thanh đã lẻn trốn đi, và một lần nữa, kế hoạch của anh đã thất bại. Thanh và Mỹ đang sống trong sự lo lắng và ám ảnh về những tội ác liên tiếp mà họ đã phạm. Cả hai đang lên kế hoạch rút hết tiền từ công ty để chuẩn bị bay sang Mỹ, nơi họ hy vọng sẽ trốn tránh được sự truy cứu của pháp luật. Mọi người nhớ đăng ký để đón xem các tập tiếp theo trên Kamita TV nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.